Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang thông báo về việc dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí trong thời điểm tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang nhận được công văn số 4286 ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí trong thời điểm tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung có ý kiến như sau. 1. Đề nghị các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố nghiêm túc thực hiện dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí trong suốt thời điểm tổ chức lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. 2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch có văn bản hướng dẫn các tổ chức cá nhân, các cơ sở vui chơi giải trí dừng quản tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, hoạt động lễ hội, bắn pháo hoa, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi giải trí khác theo kế hoạch trong thời gian diễn ra lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19. Bắt đầu từ 20 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2021, thời lượng khoảng từ 30 đến 45 phút.